just so. Dùng 耐力冷静做最好，静静地精准去极高。若说做到，别理状况，就算难拼命去抵抗，凭智慧洞察实况，如再强劲敌也抵挡。一生有风有浪，用毅力变成坚守那方向，誓要对准前途发亮。 Let me let me hunt you down，Sếp Cao à, căn cứ vào manh mối tìm được ở hiện trường vụ nổ súng tại bãi đậu xe, chúng tôi tìm được lai lịch của sát thủ đã bắn Dương Tử Khang bị thương. Có phải là hắn không? Đúng rồi, là hắn. Là cùng một người mà tôi nhìn thấy ở dưới nhà của Dương Nhật Linh. Tên sát thủ này có biệt danh là Mắt Ưng, lai lịch rất đặc biệt. Hắn đã từng tham gia vào đội biệt động hải báo của Mỹ. Sau khi xuất ngũ, chuyển qua làm sát thủ chuyên nghiệp. Hiện giờ hắn nên được Hồng Quốc Tài thuê làm vệ sĩ riêng. Hồng Quốc Tài? Hôm cây si Lưu bị bắt cóc, có tin đồn bà Lưu đã nhờ tin Hồng Quốc Tài để ra mặt. Cho nên tên Bắc Ưng này có thể đã xuất hiện ở tại ngôi nhà quan đó. Xét thì chắc chắn là do hắn giết. Vậy cũng tức là Mắt Ưng tấn công Dương Dược Linh và Dương Tử Khang chính là vì 5 triệu đô tiền đen. Nếu như vậy, Hồng Quốc Tài chính là chủ sở hữu số tiền đó. Nhưng hôm đó tại bãi đậu xe vẫn còn có một người khác nổ súng bắn Mắt Ưng. Động cơ và thân phận của người đó đến bây giờ chúng ta vẫn không có manh mối gì. Nếu Mắt Ưng thực sự là hung thủ giết sư phụ tôi, Lý Hạo Dương đang nghĩ gì, muốn làm gì, tôi đều rất rõ. Tôi có chuyện gì? Em trai Nhật Linh trúng đạn bị thương nặng, bây giờ vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm. Vậy sao? Tử Khang chỉ là một người bình thường, nó vốn không biết gì về những chuyện này. Tôi đã nói với anh rồi, anh chỉ là một cảnh sát, không thể nào làm được tất cả mọi chuyện. Bây giờ người đã bị thương, nhưng anh vẫn không bắt được những kẻ đó. Tôi biết là người nhắm bắn Mắt Ưng tại bãi đầu xe chính là anh. Anh rất muốn trả thù cho sư phụ. Nếu như anh muốn trả thù thì hãy nói những gì anh biết về Mắt Ưng để tôi bắt hắn. Anh bắt được à? Cảnh sát bắt được à? Nếu như anh bắt được hắn thì Tử Khang đã không bị thương rồi. Tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi chỉ muốn lấy tư liệu của Mắt Ưng. Chuyện sư phụ tôi tự biết lo. Anh nên dành thời gian bảo vệ Nhược Linh đi. Chuyện của Mắt Ưng không cần anh nhúng tay vào. Anh nói vậy là ý gì? Ý của tôi là tôi sẽ tự trả thù cho sư phụ. Nếu như anh dùng thủ đoạn phạm pháp, tôi nhất định sẽ bắt anh. Tôi nghĩ tôi và anh không còn gì để nói nữa. Nếu anh nhất định bắt tôi nói, vậy hãy chờ chuyện với sư phụ qua đi. Hai chúng ta sẽ tự giải quyết với nhau thêm một lần nữa. Tâm à, em đừng như vậy nữa mà. Hả? Khang nhất định không sao đâu. Bác sĩ nhất định sẽ dốc hết sức giúp nó mà. Hả? Đừng khóc nữa. Mọi người đó đã khiến nó ra nông nỗi này. Người kế tiếp có phải là hai chị em mình không? Chị không biết nữa. Chị hai, chị có nhớ em nói gì không? Chỉ cần hôm nay cuộc sống của chúng ta quá bình yên thì hôm sau tai họa sẽ lập tức ập tới. Bây giờ đúng là linh nghiệm rồi. Em đừng nghĩ như vậy nữa. Khang đã từng nói với chị, nếu như gặp phải chuyện gì
cũng phải dũng cảm mà đối mặt. Đừng nên trốn tránh. Bây giờ chúng ta phải mạnh mẽ lên. Đừng khóc nữa, không sao đâu. Không sao đâu. Nhất định không sao đâu. Chị Hai à, em ngủ không được. Em thử như vậy đi. Nè, em nhắm mắt lại coi như nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà, phải không? Ừ. Đừng sợ, có chị ở đây mà. Cô nói lại với cô một lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Cô không chịu đưa tiền ra đây thì tôi sẽ từ từ giết cả nhà ba người của cô. Đừng làm vậy mà. Chị Hai. Mèo ngoan, xin lỗi nha. Mấy ngày nay quên cho tụi em ăn. Giờ chị cho tụi em ăn bù nè. Ăn từ từ nha. Anh là Kiên nè, em làm gì vậy? Anh làm em sợ muốn chết à. Em không chịu nổi nữa, em sắp phát điên lên rồi. Em đừng có quá lo lắng, cảnh sát sẽ bảo vệ em mà. Có ích gì chứ. Bọn người đó gọi tới tận nhà em, đe dọa cả nhà em. Cho dù cảnh sát có canh chừng 24/24 ở ngoài cửa, không lẽ cả đời này em không thể ra ngoài sao? Kiên à, hay là anh cho em một khẩu súng đi. Sao em lại muốn vậy chứ? Anh cũng giúp thì thôi. Nhìn sắc mặt cô kém quá. Cô không sao chứ? Mấy ngày nay nhà tôi xảy ra nhiều chuyện. Thằng Khang bị thương, phải vào bệnh viện. Tôi hy vọng em trai cô có thể nhanh chóng bình phục. Bản thân cô cũng phải tự biết giữ sức khỏe. Chỉ cần cả nhà tôi bình an, bản thân tôi có khổ mấy cũng không sao. Cô hẹn tôi ra đây nói chuyện, còn chuyện gì khác không? Hôm nay tôi hẹn anh là muốn nhờ anh giúp tôi một việc. Cô có việc nói. Tôi nghe Tấn Kiên nói trước đây anh là quán quân xà kích. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi. Tôi cần một khẩu súng. Cô cần súng để làm gì? Chúng cứ liên tục tới nhà đe dọa chúng tôi, nhưng tôi lại không hề có khả năng chống trả. Tôi cảm thấy mình phải mạnh mẽ lên. Tôi cảm thấy chỉ có tôi mới có thể bảo vệ gia đình mình. Muốn tìm một khẩu súng cũng không khó, nhưng có súng thì phải biết cách sử dụng mới được. Sao vậy? Không phải cô cần súng sao? Hay là cô đổi ý rồi? Không phải.
nhắm chuẩn tấm bia, bóp đòn, rất là đơn giản. Tiếp tục. Bây giờ đã hiểu chưa? Chỉ có súng thì cũng vô dụng, vì súng phải bắn trúng mục tiêu mới có thể phát huy tác dụng. Anh Dương, anh dạy tôi bắn đi, tôi phải bảo vệ em tôi. Ở đây nè. Má, hôm nay là lễ tình nhân, cuối cùng anh Thạc cũng chịu dẫn con đi ăn nhà hàng rồi. Má giúp con chăm sóc Đình Đình nha. Được, không thành vấn đề. Tụi con á, đi chơi cho vui vẻ nghe chưa? Đúng đó, chị đừng có lo, em sẽ trông bé Đình giúp chị. Cảm ơn em. Này Châu Châu à, tối nay em không có tiết mục gì hết sao? Dạ không có. Không có hả? Hay là em thử hẹn Tuấn Kiên ra ngoài ăn cơm đi. À, cũng được đó. Anh hẹn người ta rồi, đâu cần em hẹn ảnh chứ. Cũng chưa chắc như vậy đâu. Nó chưa có nói là nó có hẹn mà, chưa nói làm sao biết được là có hẹn chứ. Ê, nói thật thì cô Dương Nhật Linh đó vừa phức tạp vừa rắc rối, cả nhà cũng không muốn thằng Kiên quen cổ đâu. Hai đứa đó nói đúng đó. Bác còn nhớ cái hôm mà Nhật Linh biết được chính thằng Kiên bắt cổ bị thương á, thì cổ buồn lắm, trách thằng Kiên lừa cổ đó. Chuyện riêng của hai người họ, họ tự giải quyết, bác cũng đừng lo lắng quá mà. Không lo lắng mới lạ đó con. Chung tình quá nhiều khi tự chuốc khổ. Bây giờ hai đứa đó cũng chưa chắc là yêu nhau, cho dù có tới với nhau á thì cũng không thể dài lâu được. Bởi vậy Châu Châu à, hay là em tranh thủ chủ động đi. Chị thấy xã hội bây giờ chỉ cần á là chưa có kết hôn thì vẫn có cơ hội tấn công mà. Bà xã, cưới nhau lâu rồi bây giờ mới thấy em thông minh vậy đó. Đương nhiên rồi. Thật ra thì sự việc không phải như mọi người nghĩ đâu. Bây giờ con gái đàng hoàng như con rất là khó tìm. Thằng Kiên thì cứ khù khù khờ khờ. Con không gấp, nhưng bác gấp đó. Châu à, con suy nghĩ đi nha. Đúng đó, em không vì chính mình thì cũng nên vì Tấn Kiên. Suy nghĩ chút đi. Mọi người làm rất tốt, nhưng hôm nay vẫn phải tiếp tục tập luyện. Hả? Sếp Google à, tụi em cũng cảm thấy là nên tập thêm đó, nhưng hôm nay thì không có được đâu. Tại sao hôm nay lại không được? Hôm nay là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân. Tất cả anh em đều lên lịch hết rồi. Người thì hẹn bà xã, người thì hẹn bạn gái rồi. 14 tháng 7 đi cũng kịp mà. Kiên à, mọi người đã tập dữ lắm rồi, tha cho họ một lần đi. Vậy hôm nay kêu mọi người nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai phải tới tập bù đó. Yes sir, thank you sir. Ôi, hồi tụi mình mới vô đội, cho dù là 13 độ hay là 33 độ, trời nắng hay trời mưa đều phải tập luyện đầy đủ. Sếp kêu ở lại tập, có ai dám mở miệng nói không đâu. Anh đừng có cằn nhằn tối ngày nữa, vì những lão không dám giận anh đâu. Anh không nên so bì với đám khỉ đó chứ. Nè, hồi mới vô tụi mình cũng cực yên vậy mà. Lúc còn trẻ tụi mình khỏe hơn đám khỉ đó nhiều. Nói rất đúng, lúc còn trẻ anh rất khỏe, nhưng có những chuyện anh không bằng người ta được đâu. Chuyện gì chứ? Theo đuổi đó. Nè, hôm nay là Valentine, người ta vừa tặng quà vừa đi chơi Valentine nữa. Còn anh? Valentine thì Valentine chứ. Tối nay đi đâu ăn cơm đây?
Đừng có nói là ở nhà ăn mì gói đó nha. Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi không có rảnh đâu. Tôi đã có hẹn rồi. Nè nghĩ cơ bắp, bình thường tôi thấy anh nhát cấy à, không ngờ lần này anh dám đứng lên xin xếp go go để cả đội được nghỉ sớm. Đúng là anh em tốt đó. Nói nhiều quá, nói thật đó. Nhưng cơ bắp không nói thì tôi cũng tự nói thôi. Ai muốn nói đã nói sao? Anh tên là gì? Là Kinh. Kinh sợ đó. Anh có gà xin xếp sao? Tôi đã lỡ hẹn bạn gái tới nhà hàng đảo Dương Miện ăn bữa tối với anh nến rồi. Nếu không có đi thì lỗ chết luôn đó. Anh có vậy mà cũng khoe. Tối nay tôi phải chạy 2 show. Cơm trưa mua 2 phần, qua phải mua 2 bó, qua cũng phải đủ 2 món. Xót ruột lắm đó. Xót ruột thì đừng có đi, phải không? Đúng đó. Mấy anh ai cũng chuẩn bị hết rồi. Còn tôi á, qua cũng chưa kịp đặt, nhà hàng cũng chưa gọi luôn. Nhưng bà xã tôi đã lo xong hết rồi, chỉ còn chờ nhân vật quan trọng là tôi về. Đúng là làm biếng mà. Đã không có vợ rồi thì làm biếng dữ lắm nha. Nè mấy anh làm vậy cũng không đúng đâu. Ai cũng vì bản thân mình, muốn nghỉ sớm để đi chơi. Nhưng mà Enery thì sao? Nó muốn ở bên nữ thần của nó một chút xíu không được. Qua đây, qua đây. Nè, qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Anh em với nhau sao tụi tôi lại quên anh được chứ? Thế anh phải đón Valentine một mình thảm như vậy. Tôi nghĩ ra một ý tưởng rất hay cho anh rồi. Anh là có ý tưởng nữa hả? Tin tôi đi, lần này nhất định được. Được, được, được. Ra rồi kìa, lên chân, lên chân. Valentine không đi đâu chơi hả? Không có. Vậy thì hay quá. Lúc nãy sếp Google nói thế lực của cả đội chúng ta không tốt. Nhìn sếp có vẻ thất vọng. Để sếp không thất vọng nữa, chúng ta quyết định tự tập luyện, phải không? Có được không đó? Được thì đi thôi. Hồi nãy mấy anh nói. Hồi nãy là hồi nãy. Bây giờ là bây giờ. Bây giờ có được không? Được đó. Hay quá. Nè chúng ta chạy từ đây tới Nguyên Lãng ăn mì gõ không vấn đề gì chứ? Không vấn đề. Trên. Ý, sao chỉ có mình anh vậy? Tôi đã than mệt nên không tới. Sao vậy? Không lẽ anh yếu quá hả? Mất mặt lắm sao? Chỉ có 2 người chạy có sao không? Không sao hết, chạy bộ thôi mà. Chạy thôi. Đi 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 đi. Dương, chiếc thuyền vừa rồi khá lắm, tôi lấy chiếc đó. À được, tôi giúp anh hoàn tất thủ tục. Nè, uống ly đi. Nè, nhanh lên. Cảm ơn. Yeah. Tới lúc đó, tổ chức một cái mặt tiên, tìm thêm mấy cô ca sĩ người mẫu lên đây chơi cho vui. Anh Dương, anh nhất định phải đến đó. Nè nè, anh đừng có lo xa tới như vậy chứ. Nè, hôm nay là lễ tình nhân, có tiết mục gì mới hay không đây? Đương nhiên là tới quán bar tìm vài em chân dài. Không lẽ ba thằng đàn ông ngồi uống rượu một mình hay sao chứ? Như vậy chán lắm. Nói đúng rồi. Thông minh lắm. Nè anh Dương, anh có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì đi chung đi. Tối nay giới thiệu mấy em chân dài cho anh, bảo đảm Valentine vui vẻ. Ý, anh quen nhiều người mẫu như vậy, kiếm thêm vài em ra đây đi. Sao anh biết tôi quen nhiều người mẫu? Thích em nào đây? Hả? Là em người mẫu Linda đó. Bữa trước anh đi chơi Noel với em đó. Em đó có ok không vậy? Anh khôn quá, hàng tốt như vậy á, đương nhiên tối nay phải có ẻm ở bên cạnh rồi. Hình như ẻm còn có mấy cô bạn cũng đẹp lắm. Cứ ẻm hẹn hết ra đi chơi cho vui đi. Lại cạnh đi. Nè, tôi nể mặt anh, tối nay nhường Linda cho anh đó. Tôi thử rồi, khá tốt đó. Không cần, tôi có hẹn rồi. Thôi. Khỏe thiệt đó. Anh đuổi theo em muốn chết luôn. Đừng giả bộ. Anh có tình dài chậm sao em đuổi không kịp chứ gì. Anh sợ anh đuổi không kịp em mới đúng. Uống nước cho em uống nha. Cũng được, cảm ơn anh.
Đây, nước đây. Cảm ơn anh. Tụi mình hết năng lượng luôn rồi. Hay là ngồi xuống ăn tô mì? Tiệm mì này nổi tiếng lắm đó. Không được đâu, em có hẹn tới hội súng rồi. Lại hẹn Lý Hạo Dương hả? Đúng đó. Sao em thân với anh ta vậy? Lúc đầu là vì ngưỡng mộ kỹ thuật bắn tỉa của ảnh, hơn nữa lại là đàn anh của mình. Sau này anh chị em rất nhiều thứ, nói chuyện lâu ngày thì thành thân với nhau thôi. Em nghĩ anh ta chỉ đơn giản là chị em kỹ thuật bắn thôi sao? Anh hỏi vậy là ý gì? Anh cảm thấy anh có mục đích khác hả? Tóm lại anh cảm thấy anh ta không phải là người tốt. Em không nên gặp anh ta nhiều quá. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Anh có cảm giác anh ta không phải là người đàng hoàng. Hôm đám tang sếp Thiên, em cũng có nghe sếp Gogo nói vậy mà. Sếp Thiên là do anh ta hại chết. Một người hại chết sư phụ của mình, nhất định không phải là người tốt. Em cũng có nghe nói chuyện này. Nhưng mà họ nói cái gì mà hại chết? Đâu có ai biết rõ là việc gì. Có thể giữa họ có hiểu lầm hoặc là chuyện riêng tư gì đó. Sao em phải nói giúp cho anh ta chứ? Em không có nói giúp ảnh. Bình thường em sẽ nghe theo sếp Gogo. Nhưng chị em cảm thấy nếu mọi chuyện không có bằng chứng xác thực thì không nên tùy tiện nghi ngờ người khác. Trực giác của mình cho anh biết, anh ta không phải là người tốt. Anh chỉ hy vọng em không làm bạn với người xấu mà thôi. Nhưng em thấy nếu đã là bạn của nhau thì không nên nghi ngờ lẫn nhau, đúng không? Em phải chạy thay đồ đây. Cảm ơn anh đã chạy bộ với em. Có chuyện gì sao? Anh thấy chân mày của em lúc nào cũng cau lại hết. Em nghe được một số chuyện liên quan tới anh. Nói ra nghe thử. Có người nói anh là người xấu. Họ nói anh không có đàng hoàng. Hôm nắm tay của sếp Thiên, mọi người thấy anh và sếp cô cãi nhau. Còn nói là anh hại chết sếp Thiên nữa. Nếu như anh nói anh là người xấu thì em có tin không? Vậy tại sao anh phải làm người xấu? Bản chất con người là tốt hay là xấu, anh đã trải qua nhiều chuyện, từng gặp nhiều khó khăn, quen biết rất nhiều người. Anh cảm thấy bản chất con người vốn rất xấu. Thế giới này vốn đầy rẫy tội ác. Có rất nhiều người vì lợi ích riêng của mình mà ỷ mạnh hiếp yếu, cướp đi những gì không thuộc về mình để thỏa mãn lòng tham của bản thân. Cho dù em muốn làm người tốt thì cái thế giới này cũng sẽ ép em phải dùng rất nhiều thủ đoạn để đòi lại công bằng cho chính mình. Người tốt hay người xấu không phải do mình quyết định. Bản chất con người là tốt hay là xấu, vấn đề này cao thâm quá em cũng không biết trả lời ra sao. Nhưng mà em hy vọng đó là tốt. Em hy vọng thế giới này đơn giản một chút, mọi người được tôn trọng lẫn nhau, sống đúng với lương tâm mình, xứng đáng với bản thân, xứng đáng với bạn bè, vậy là tốt quá rồi. Anh im lặng vậy, có phải là em nói ố trĩ quá phải không? Không phải, em nói đúng. Có lẽ thế giới này đơn giản một chút thì sẽ tốt hơn. Em cảm thấy anh có rất nhiều gánh nặng, hình như anh có rất nhiều tâm sự. Hay là anh thử nhìn mọi việc đơn giản hơn một chút đi, anh nhất định sẽ vui vẻ hơn. Sao lại ở đây? Đợi em tăng ca đó. Valentine vui vẻ. Cảm ơn anh. Chỉ có bó hoa thôi à, anh không có thời gian mua hoa. Không cần đâu, bó hoa này rất đẹp. Anh đã đặt nhà hàng Ý rồi, em đi không? Được đó. Đi thôi. Nào. Lan nướng kìa. Em muốn ăn không? Lúc nãy không có ăn nên hơi đói một chút. Vậy anh mua cho em nha. Không cần đâu, lát nữa mình đi ăn rồi mà. Ăn một chút dằn bụng không có no đâu. Ông chủ hả? Tôi mua hai củ khoai lang. Thật là ngại quá, vừa mới bán hết rồi. Hai người đó mua hết rồi kìa. Thật ngại quá anh chị hả? Có thể nhường một củ khoai lang cho tôi được không? Nhưng mà tôi đang ăn mà. Tôi biết, nhưng mà đột nhiên bạn gái tôi muốn ăn khoai lang. Hôm nay là Valentine, tôi muốn làm cô ấy vui.
làm ơn nghe. Được rồi. Thôi được rồi, nhưng mà lát nữa em cho anh ăn một chút nha. Là phiền anh quá rồi, cảm ơn nhiều. Ừ, em ăn đi. Nè, khoai lang đi. Ăn khoai lang đi em. Sao người ta lại chịu nhường khoai lang cho anh, tốt dữ vậy? Anh nói với người ta là bạn gái của anh muốn ăn, người ta thấy anh có thành ý thì nhường cho anh thôi. Vậy cũng đâu cần đưa người ta 100 đồng phí gì chứ. Tiền không có quan trọng, quan trọng nhất là em thấy vui, em kêu anh làm cái gì cũng được. Không tin à? Em tin anh mà. Anh đã làm nhiều việc cho em như vậy, đương nhiên em rất vui rồi. Nhưng bây giờ Tử Khang vẫn còn nằm viện, không biết ra sao nữa. Hôm nay là Valentine, em cứ cho mình nghỉ phép một ngày vui vẻ một chút đi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Tử Khang vì cứu em nên mới bị như vậy, là em đã liên lụy nó, sao em có thể vui được chứ? Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ qua thôi. Đến lúc đó Khang với Tâm sẽ không sao hết. Ba chị em có thể sống lại những ngày tháng vui vẻ như trước mà. Mong là như vậy. Anh đứng đây đợi lấy xe nha. À, buông tôi ra đi, đau quá à. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không trả tiền thì đừng hòng chạy. Tôi thật sự là không có tiền mà, anh cho tôi thêm thời gian đi. Cô không có tiền hả? Không có tiền trả thì trả bằng cho tôi nè. Anh giết tôi cũng vô dụng, vì tôi thật sự không có tiền mà. Tôi biết cô sống ở đó, cô không trả tiền tôi nhất định sẽ quậy tới bến luôn. Tôi sẽ quậy cho cả nhà cô chết luôn, biết không? Đừng có làm vậy mà, tôi xin anh đó, đừng làm vậy. Tôi còn biết mấy đứa em của cô đang làm ở đâu, nếu như cô không trả tiền coi chừng tụi nó có chuyện đó. Đừng vậy mà, tôi năn nỉ anh. Nè. Cô điên hả? Cô làm cái gì vậy? Đòi nợ thôi mà, có cần phải làm vậy không? Muốn quậy cả nhà người ta luôn à? Mà tới gì tới cậu chứ, cậu tâm thần. Nè, cô hãy mau trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Lại nữa hả? Đồ tâm thần. Nè, nè, đủ rồi nha. Nè. Đừng mà. Cái bà này bị tâm thần rồi, đồ điên, giết người đó. Chuyện gì vậy? Hắn đòi nợ người ta, đã đánh người ta mà còn đòi quậy cá nhà người ta nữa. Alo, tôi sẽ đến ngay. Có chuyện gì? Bệnh viện gọi, em phải đến đó ngay. Bác sĩ, em của tôi sao rồi? Em trai cô lúc bị trúng đạn đã vô tình bắn trúng động mạch chủ, mất máu quá nhiều, khiến tế bào não cậu ấy thiếu oxy nghiêm trọng, dẫn đến chức năng vỏ não hư hỏng nghiêm trọng. Vậy nghĩa là sao? Tóm lại là hiện giờ em trai cô đã rơi vào trạng thái hôn mê, cậu ấy không có ý thức tỉnh lại, nhưng vẫn còn duy trì được nhịp tim và nhịp hô hấp. Thông thường người ta gọi là người thực vật. Bác sĩ, nó có cơ hội tỉnh lại không? Chuyện này thì tôi thật sự khó trả lời. Chúng tôi còn phải tiếp tục theo dõi. Nhưng mà theo tình trạng hiện giờ của cậu ấy, tôi nghĩ trong thời gian ngắn sẽ không có gì thay đổi đâu. Bác sĩ, anh nhất định phải cứu nó. Nó không thể nào trở thành người thực vật được. Anh nhất định phải giúp nó. Cô Dương yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể cứu sống em cô. Nhưng mà cô cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, vì có khả năng em trai cô phải ở trạng thái thực vật suốt phần đời còn lại. Cũng có thể là cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng sẽ bị liệt toàn thân. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều cần phải có người chăm sóc. Chỉ cần nó còn thở, vẫn còn nhịp tim, tôi sẽ chăm sóc cho nó. Bác sĩ à, người thực vật không lẽ 100% là không thể tỉnh lại sao? Dựa theo y học, đúng là có trường hợp này, người thực vật có thể tỉnh lại, nhưng mà rất hiếm. Khang, em nhất định phải tỉnh lại, em không thể bỏ cuộc.
chị cũng không bỏ cuộc đâu. Em nhất định phải tỉnh lại. Chà, Đình Đình, con làm gì mà bày nhiều thứ quá vậy? Cô Minh Châu nấu đồ ăn cho con trong ngày lễ tình nhân đó. Đúng đó, bác gái đi đánh bài, anh Thạc với chị Kim thì đi ăn tối rồi. Còn là Đình Đình và em, tụi em nấu đồ ăn để chúc mừng ngày lễ tình nhân đó, có phải không? Phải đó. Mì ý, ha ha, mì ý. Không phải anh hẹn người ta rồi sao? Tình trạng của em trai Nhật Linh chuyển biến xấu, cổ không muốn ăn nữa, anh đưa cổ về rồi. Ừ, vậy thì anh cũng ăn chung đi. Không cần đâu. Ngồi xuống đi chú Google. Hôm nay cô Minh Châu nói toàn là mấy món siêu ngon luôn. Ăn chút thôi mà, em đi lấy đĩa cho anh. Cũng được. Ây chà. Chú Google, mì ý ha ha ăn có ngon không vậy? Mì ý làm cho con ăn đương nhiên là rất ngon rồi. Chú có cảm thấy rất ngọt ngào không? Vậy con có thấy ngọt ngào không? Ngọt ngào, chỉ là con còn nhỏ, còn chú thì lớn rồi nên không có giống nhau. Nè, vẫn đủ rồi đó. Con ăn no rồi. Con về phòng ôn bài đi. Không cản trở chú Google và cô Minh Châu ăn mì đâu. Thật ra cô Minh Châu cũng tốt lắm đó. Chú lên nợ thêm con một lần này nữa. Thật là cảm ơn em. Từ khi mà em dọn đến đây ở, Đình Đình và má anh cũng vui lên rất nhiều. Anh đừng nói vậy mà, từ lúc em đến đây ở em cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Anh thấy tâm trạng của em ngày càng tốt hơn, anh cũng yên tâm một chút. Anh không cần lo lắng cho em không sao đâu. Anh muốn lo lắng thì lo lắng cho Nhật Linh và em cổ đi. Chuyện của cô ấy anh đã làm hết sức rồi. Bác gái. Má. Ê, hai đứa tụi con đang ăn cơm hả? Dạ phải. Đình Đình vừa mới ăn xong về phòng nghỉ rồi. Bác đã ăn gì chứ? Bác ăn rồi. Nhưng mà vẫn còn muốn ăn thêm canh khoai ngọt đó. Canh ngọt? Con chỉ làm bánh kem phô mai thôi à. Vậy tụi con ra ngoài mua. Được đó, tụi con ra ngoài. Đi thôi. Ông chủ à, hai hộp canh khoai lang ngọt đem về. Có liền, ngồi đi. Có liền, dạ, có liền nha thôi. Cảm ơn. Đây là chỗ bán đậu hũ nổi tiếng đó sao? Đúng rồi, đậu hũ trơn mềm rất ngon. Thì sao, em muốn ăn hả? Thử chút đi. Đem về nhà thì tan thành nước hết rồi. Thì cứ ăn ở đây đi. Thôi đi, bác gái đang chờ đó. Ăn chén đậu hũ không có lâu lắm đâu. Cũng được. Ông chủ, qua đây nhanh lên. Qua đây. Đi có chuyện gì vậy hả? Canh ngọt của ông có phải để qua đêm không vậy? Sao chua quá vậy? Ông anh à, canh ngọt của tôi đều nấu bằng đồ tư hết đó, không có để qua đêm đâu. Giọng nói chúng tôi đổi quan cho ông hả? Anh không thích ăn thì bất quá tôi đổi món khác cho anh thôi. Trời ơi, tôi đau bụng quá. Bây giờ số tiền này phải tính sao? Vậy anh muốn làm sao đây? Đền 8.000 tiền thuốc đi. Mấy anh em à, tôi làm cả tuần lễ cũng không kiếm ra được nhiều tiền như vậy đâu. Lấy đâu ra tiền đền cho mấy anh chứ? Trời ơi, cái bụng tôi càng lúc càng đau. Ông nói sao đây? Một là đền tiền, hay là để tụi tôi mỗi người đánh một trận? Nè, mấy cái chuyện nhỏ này em đừng có để ý. Em làm được mà. Ông chủ à, bên kia có người gọi đồ ăn kìa. Được. Người già cả mở cửa làm ăn nhỏ thôi, đừng coi đây dở trò. Chuyện gì đây em gái? Ăn cho hết đồ của mấy người rồi biến đi. Nếu không biến thì sao đây? Thì madam dẫn mấy người về sở cảnh sát nói chuyện chơi thôi. Anh hai là madam đó. Thì sao, chưa từng thấy hả? Madam, có chuyện gì ạ? Tôi ăn phải đồ dơ bẩn con già này kêu ổng đền tiền, bộ phạm pháp hay sao vậy hả? Anh nói phải đánh ổng, cũng bị nghi ngờ là đe dọa, chính là phạm pháp. Bà Tám, có phải bà muốn giở trò không? Muốn tôi hầu cô tới cùng á? Mời anh bỏ ngón tay xuống. Chỉ cô thì sao? Ra ngoài. Giờ sao đây madam? Có thể đi rồi chứ? Canh ngọt đã nguội hết rồi nè. Đi thôi, em xin lỗi.
Sao vậy? Sao anh cứ cười hoài vậy hả? À không, lúc nãy anh nhìn thấy một mình em chấp hết hai người, thì anh biết là Madame đã trở lại rồi. Vừa rồi anh kêu em đừng để ý, anh sợ em không kiềm chế mà đánh hai tên đó một trận hay sao? Cũng có một chút. Lần trước em bị người ta cướp súng, đó là sai lầm lớn nhất của một người cảnh sát. Anh vẫn không biết là em đã ổn chưa nữa. Thật ra khoảng thời gian này em thật sự rất cố gắng. Rất cố gắng em muốn trở lại cuộc sống bình thường, quên hết những chuyện buồn đó đi. Em làm được mà. Đúng là em sẽ làm được, tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà em cảm thấy bản thân mình hình như đã không còn lòng tin. Em không thể đối mặt với áp lực. Em nghĩ ba cũng không muốn nhìn thấy em cứ tiếp tục trốn tránh. Cho nên em tự nhủ bản thân mình phải đứng lên, phải tự tin như trước. Cho nên lúc nãy em không nhờ anh giúp mà tự mình giải quyết. Không sai. Em hy vọng ở trên trời ba có thể nhìn thấy em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục là một cảnh sát tốt. Bây giờ thì em đã làm được rồi. Em làm được cũng là nhờ anh đó. Cũng không hẳn gì, cũng nhờ em mạnh mẽ cho nên mới có thể vượt qua được. Thật ra thời gian này đều nhờ có anh động viên ủng hộ em. Nếu không thì em vẫn còn tự giam mình trong nhà mà khóc. Em có thể vượt qua được cú sốc này thì em tin anh cũng có thể đối mặt với những khó khăn và rắc rối. Anh có nhớ không, trước đây chúng ta đến Tân Nương Đàm leo núi, ở đó có một tảng đá chênh lệch 7-8 mét. Có. Em không dám đi qua đó, anh đã nói gì với em anh nhớ không? Go go go, đừng có nói không. Tâm à, em mệt lắm đúng không? Mệt thì về phòng ngủ đi. Em không ngủ đâu. Không ngủ thì cũng nghỉ ngơi một chút đi. Chị à, em thật sự không ngủ được. Vậy chị lấy một ít thuốc ngủ cho em. Em đã uống 2 viên rồi. Tâm à, chúng ta không thể nào như vậy nữa đâu. Bây giờ chúng ta nhất định phải mạnh mẽ lên, có biết không? Bây giờ Tử Khang đang nằm trong bệnh viện, nó đang chờ chúng ta chăm sóc nó. Em có gì giúp chị đi có được không vậy? Đừng có như vậy nữa mà, có được không? Dược Linh, em lấy anh. Đừng! Tâm! Chị hai! Cứu em với! Tâm! Dừng tay đi! Chị ấy sẽ chết đó! Không biết đứa em gái xinh xắn của cô có cố chấp vậy không? Chị hai! Sếp Đặng, tôi muốn quỷ phép. Quỷ phép? Cô nghỉ ngơi đủ rồi sao? Tôi đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài rồi. Tôi đã ổn rồi. Không ai biết rõ cô bằng chính bản thân cô. Nếu cô cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi thì cứ trở về đây. Cảm ơn sếp. Tôi muốn xử lý vụ án của ba tôi. Nhưng mà vụ án này đã có tổ đồng nghiệp khác xử lý rồi. Tôi có lòng tin, tôi chắc chắn sẽ xử lý tốt hơn mọi người.
ngày nào chưa tìm được sự thật về vụ án này thì tôi càng thêm khó chịu, nên tôi muốn tự mình xử lý. Thượng quan à, sếp Thiên mất đi là một mất mát lớn, cô không sợ nhớ lại những chuyện buồn sao? Vụ án này tôi chỉ muốn tự xử lý, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến nó. Tôi muốn tránh nó nhưng cũng không thể nào thoát khỏi nó được. Tôi chỉ muốn tìm cho ra hung thủ, lúc đó tôi mới có thể thực sự yên tâm, thưa sếp. Tôi hứa với sếp sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến chuyên môn của mình đâu. Sếp yên tâm. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Nếu cô đã kiên quyết, được rồi, vụ án này giao cho cô xử lý. Cảm ơn sếp. Chào mọi người, tôi trở về rồi. Madam. Cô về rồi hả? Vậy thì tốt quá. Tôi trở về thật sự tốt vậy sao? Chúng tôi thật sự rất nhớ cô. Madam à, cô không tin sao? Cô nhìn kỳ kỳ đi. Cô với cô tới nỗi bỏ ăn bỏ uống đã lên hết 5kg đó. Mau càng thảm hơn. Một bên rất là nhớ cô, một bên ra sức ăn, nên lên tới gần 10kg luôn. Đâu có, mới lên 5kg à. Madam à, tôi thì khác. Gần đây tôi tập luyện nhiều nên rất khỏe. Tôi định chờ cô trở về cùng chiến đấu với cô. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhưng bây giờ thì phải chiến đấu thật rồi. Vì sếp Đặng đã giao vụ án của ba tôi lại cho chúng ta, cho nên bắt đầu từ bây giờ mọi người phải tập trung hết mức tinh thần, hy vọng có thể nhanh chóng phá án. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ lệnh, không lơ là. Chỉ cần cô ra chỉ thị, chúng tôi sẽ lập tức hành động. Tốt. Madam à, thật ra chúng tôi đã sớm nắm được nghi phạm giết chết sếp Thiên rồi. Chỉ là trước đây tôi không báo với cô, sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô thôi. Nghi phạm là ai? Nghi phạm có biệt danh là Mắt Ưng, là một sát thủ, hiện giờ đang làm việc cho Hồng Quốc Tài, ông trùm tập đoàn cá độ lớn với Hồng Kông. Chúng tôi đang tìm hắn khắp nơi, nhưng mà tôi đoán rằng sau khi hắn bắn Dương Tử Khang bị thương, hắn đã trốn mất rồi, nên tạm thời chưa có manh mối gì. Mắt Ưng, Hồng Quốc Tài.用耐力冷靜做最好，靜靜地精準去警告。若說做到別理狀況，就算難拼命去抵抗，憑智慧洞察實況，如再強勁敵也抵擋。一生有風有浪，用毅力堅守那方向，誓要對準前途方向。